Hello, hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Zuni Supercar Vlog. Hiện tại thì Zuni đang có mặt tại Ocean Park và đây là bãi đỗ xe của Vincom Ocean Park các bạn nha. Đây là rất rất nhiều những chiếc VF E34 của công ty taxi điện GSM chuẩn bị đi vào hoạt động này. Xung quanh những chiếc VF E34 này là những trụ sạc đang chờ những chiếc xe đến sạc để kích hoạt các bạn nhé. Đây là đều là toàn bộ những cái trụ sạc nhanh, công suất là 60 kW, công suất khá là ok cho anh em có thể sạc những chiếc VF E34, những chiếc VF8 hay là những chiếc VF9 các bạn nhé. Những chiếc này thì chưa được kích hoạt điện và vẫn đang chờ trong thời gian tới, mà khi những chiếc xe VF E34 này, những chiếc VF8, VF9 được bàn giao nhiều thì những cái trụ sạc ở đây sẽ đi vào hoạt động. Và các bạn có thể quan sát này, tất cả các vị trí đỗ xe tại Vincom Ocean Park đây đều đã có các cái trụ sạc 60 kW rồi. Ở bên kia thì có cả một cái trụ sạc siêu nhanh 360 kW anh em nhé. Còn đây chính là những chiếc VFE34 của công ty taxi điện GSM, công ty do chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân mở các bạn nhé, và được điều hành bởi một CEO, một chủ tịch sinh năm 9X cũng rất là tài giỏi. Đây các bạn có thể quan sát này, công ty GSM sẽ lấy cái màu sắc là màu xanh ngọc là màu chủ đạo. Đó, qua cái điện thoại của mình thì nó không rõ cái màu xanh ngọc, tuy nhiên các bạn nhìn ở ngoài sẽ thấy này. Và những chiếc VF E34 này đang trong thời gian được lắp biển và sẵn sàng lăn bánh trên đường phố Hà Nội trong thời gian tới anh em nhé. Chắc là khoảng tháng 4 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Và em nó cũng đã có cái tem của công ty rồi này. Đó, hình chữ V anh em nhé. Đây, tem chính thức của công ty GSM nó sẽ có chữ V như này. Trên xe thì có logo xanh SM và chữ taxi ở bên dưới. Sẽ hoạt động tại địa bàn Hà Nội, có lẽ là đầu tiên sẽ là Hà Nội, sau đó sẽ đi các tỉnh này hoặc là thành phố Hồ Chí Minh nữa. Các bạn nhớ không? Rất nhiều những chiếc VF E34. Đây là màu sơn từ nhà máy của VinFast luôn anh em nhé, không phải là màu dán đề can. Các bạn thấy đẹp không? Phần đuôi và phần hai bên sau này sẽ có thêm số tổng đài. Hôm qua thì mình bắt gặp một chiếc chạy trên đường đã có biển số, đã có tem và có tổng đài rồi. Chuyên mình hỏi lại bên công ty thì công ty này báo là tổng đài vẫn chưa chốt, trong thời gian tới thì sẽ chốt số, sau đó sẽ đưa vào hoạt động. Các bạn nhìn này, rất nhiều những chiếc VF E34. VF E34 thì phiên bản cập nhật mới nhất thì đâu đó lăn bánh được khoảng hơn 300 km trong một lần sạc anh em nhé. Trước đó là 280, 285, tuy nhiên mới được update lại là hơn 300 km trong một lần sạc. Và sạc nhanh thì có khả năng mắc là 60 kW một giờ, với công suất sạc cao nhất đó các bạn là khoảng 60 kW một giờ. Thì các bạn chỉ cần cắm một lúc thôi là điện vào, các bạn đi tẹt ga rồi anh em nhé. Nói chung là trong cái thời gian nghỉ ngơi đi ăn trưa vào cắm sạc thì các bác taxi có thể hoạt động một buổi chiều nữa thoải mái. Khoảng 300 km thì anh em chạy đi đâu được. Nếu đi tỉnh đường dài thì chúng ta mới băn khoăn. Tuy nhiên bây giờ thì VinFast đã có những cái trạm sạc tại rất rất nhiều các tỉnh thành rồi, thì các bạn cũng không phải lo đâu. Đây là phần đuôi của những chiếc VF E34 này, thiết kế cũng khá là đẹp các bạn nhé. Ban đầu thì thấy VF E34 không được đẹp lắm, tuy nhiên sau càng nhìn lại thì thấy phần đuôi trông nó cũng yêu đấy các bạn. Đó, phần đuôi có cái đèn LED định vị này, chữ V ở chính giữa này, logo VinFast và VF E34. Đây các bạn nhìn thấy những chiếc VF E34 và những chiếc trụ sạc nhanh. Mỗi trụ sạc này thì sẽ có hai cái dây các bạn nhé, sẽ có thể sạc được cho hai chiếc VF E34 như thế này, hoặc là hai chiếc VF8, VF9 cùng đỗ vào đây để sạc. Đây các bạn nhìn này. Đó, rất nhiều các trụ sạc và rất nhiều những chiếc VF E34 đang đỗ tại đây. Phải nói là khung cảnh cực kỳ ấn tượng luôn. Ở phía dưới kia thì cũng còn khoảng vài trăm xe nữa đang được lắp biển. Có lẽ là trên này sẽ phải mai ngày kia mới được lắp biển anh em ạ. Tại vì cái số lượng xe nó quá lớn. Bên kia còn một dãy xe nữa anh em ạ. Đó, còn một dãy xe nữa này. Một dãy xe đây này, dãy xe trên này này. Đó, các bạn nhìn được khung cảnh phải nói là quá là khủng khiếp luôn này. Nói là làm các bạn nhá, thành lập cách đây không lâu thôi, tuy nhiên xe đã bắt đầu sẵn sàng để chuẩn bị lăn bánh trên đường rồi. Đó, đúng là người có tiền nói là làm, quyết thật nhanh, làm thật nhanh, không để cho dân tình bàn tán xôn xao, mà chỉ cần quyết một cái là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà xe đã sẵn sàng chuẩn bị lăn bánh trên đường luôn, chuẩn bị đi vào hoạt động luôn. Chứ nếu như những cái hãng taxi khác mà từ cái thời gian thành lập cho đến cái thời gian mà xe có thể lăn bánh trên đường thì cũng mất có thể 1 năm, 2 năm hoặc là thời gian khá là dài. Còn với bác Vượng và với một cái tiềm lực kinh tế mạnh và với một cái nguồn xe cực kỳ hùng hậu như thế này thì các bạn thấy này, đi vào hoạt động chỉ trong nháy mắt thôi các bạn nhé. Phải nói là quá đẹp luôn, những cái hình ảnh quá ấn tượng tại Vincom Ocean Park. Mình muốn quay để gửi đến cho các bạn ngay. Đây, cho các bạn xem lại cái logo của công ty GSM các bạn nhé. Xanh taxi luôn các bạn này. Tất cả những chiếc xe của GSM đều là xe điện. Ngay cả xe của chủ tịch
của chủ tịch công ty cũng sẽ là xe điện, một là VF8, một là VF9. Hiện tại thì đã có một chiếc VF8 màu đen đăng ký biển vàng, có lẽ là cũng xe của một cấp cao tại GSM này. Mình nghĩ là tất cả các lãnh đạo sẽ phải đi xe điện, phải đi VF4, phải đi VF8 và phải đi VF9, thậm chí là di chuyển không trong phạm vi của công ty cũng sẽ đi taxi của công ty. Đó cũng là một cái thú vị của một công ty taxi xe điện. Đây các bạn này, rất nhiều xe điện đang có mặt ở trong này. Wow, bạn nhìn thấy ấn tượng không?